Ok anh, dạ. Rồi, chào bé Tí, chào tất cả quý vị khán thính giả của bé Tí Channel và Sớm Nhà Lá. Và trước hết thì thay mặt quyển pháp lý, chúng tôi chúc quý vị một ngày Valentine thật vui vẻ, hạnh phúc của người thân, người yêu và gia đình. Và như thường lệ thì hôm thứ Sáu rồi, ngày 10 tháng 2, 2023, anh em chúng tôi có buổi họp thì có sự hiện diện của Đạt, chị Daisy, anh Tyro và tôi là Tyler. Đến nay thì quỹ thu được tổng cộng là 91.635 đồng và đã chi ra 27.763 đồng 68 xu. Là vì hôm tháng 12 có nhận được mục tiêu của luật sư là 437 đồng 50 xu. Và bây giờ số tiền còn lại của quỹ là 63.871 đồng 32 xu. Và cũng như đã thông báo lúc trước, nếu quý vị có thắc mắc gì thì có thể liên lạc thẳng với quỹ pháp lý ở số điện thoại là 240-810-5681. Và nhân tiện đây tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả những sự đóng góp của quý vị về tài chánh lẫn tinh thần, đã theo sát và ủng hộ quỹ pháp lý từ khoảng tháng 6, tháng 7 cho đến nay. Và cũng như quý vị nhớ, chúng ta có cái quỹ pháp lý là vì chúng ta yêu chuộng sự thật, là vì chúng ta không muốn thấy một người mà có thể nhục mạ, làm tai tiếng cho cộng đồng của người Việt hải ngoại tại Mỹ. Và đến nay thì cũng như bé Tí đã chia sẻ thì vụ kiện này vẫn còn tiếp tục. Những gì mà chúng tôi biết được thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị. Và đồng thời nếu quý vị muốn thì có thể lên mạng, thì tất cả những chi tiết về ngày của vụ kiện, khi nào phải làm gì đều là thông tin của quần chúng. Cho nên nếu quý vị thắc mắc, quý vị có thể lên mạng để tìm, là tại vì có nhiều khi mình nghe một người khác nói, chẳng hạn như đài của Hủi, thật sự tôi không có nghe, nhưng mà qua những tin tức này kia thì có nhiều khi cái câu chuyện nó không đúng, hay là những người không có ý tốt thì là nói những cái chuyện không đúng về cái tiến trình của vụ kiện này. Và đồng thời tôi cũng xin thưa với quý vị là bây giờ theo như thẩm phán, nếu mà chúng ta tiếp tục vụ kiện thì cái ngày mà ra tòa mà có bồi thẩm đoàn, nếu mà cái vụ kiện này vẫn tiếp tục tiến triển, là ông thẩm phán ông nói là tới tháng 3 của năm 2024, tức là coi như hơn một năm nữa. Hy vọng là những cái kết quả tốt đẹp sẽ đến với chúng ta trong vụ kiện này. Nhưng đó là những cái tin tức phổ thông trên mạng quý vị có thể tìm thấy mà không cần phải đi nghe chỗ này chỗ khác. Và đồng thời bây giờ thì chúng ta bắt đầu trong cái tiến trình của vụ kiện này, thì trong thời gian rất tới chúng tôi cũng tha thiết yêu cầu sự tiếp tục ủng hộ của quý vị về tài chánh lẫn tinh thần. Vì quý vị cũng biết ở đây khi mà dính líu tới những vụ kiện thì cái vấn đề tài chánh rất cần thiết, là vì luật sư phí hay là trong tương lai tới đây chúng ta có thể phải thông dịch những bài đoạn video, những email vân vân. Thành ra một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị, đồng thời cũng kêu gọi quý vị hãy vững tâm và tiếp tục ủng hộ cho quỹ pháp lý để chúng ta giành được cái sự chính nghĩa cho sự trung thực. Và hôm nay chỉ có nhiều đó thôi. Cảm ơn quý vị.
À, cảm ơn bé tí ha. Dạ, em cảm ơn anh. Happy Valentine anh chị nha. Ok, thank you bé tí. Dạ, cảm ơn. Quý vị, sáng nay thì bé tí cũng xin tiếp lời của anh Tyler. Ừ, như bé tí đã trình bày thì tất cả những cái gì mà diễn biến quý vị đều có thể theo dõi, bởi vì đây là những cái thông tin public. Không có gì khó khăn để phải đi nghe những cái lời nói không đúng. Thì bé tí cũng đã trình bày rồi, quý vị cũng có thể nghe lại. Cho nên là vụ kiện đi tới đâu và làm gì thì khi mà bé tí cảm thấy bé tí chia sẻ được thì quý vị sẽ biết mà thôi. Ok. Dĩ nhiên quý vị chơi cờ, quý vị sẽ không cho người ta biết cái nước cờ quý vị đi như thế nào. Đó là cái luật rồi. Ok. Bé tí cũng cảm ơn quý vị ủng hộ tinh thần lẫn tài chánh. Để mà bé tí vẫn tiếp tục ngồi đây, tiếp tục chia sẻ với quý vị. Đôi khi tôi đùa giỡn, nhưng mà trong cái đùa giỡn đó nó có cái thật nha. Những cái lời đùa giỡn, lời nói về chính sách này nọ, tản mạn như vậy thôi để né cái sensor của YouTube chứ không gì cả. Ok. Cho nên vì lý do bé tí không thể nào đọc tin theo cái kiểu mà đọc theo họ bắt buộc, cho nên tôi không làm được. Vì đó tôi ngồi tôi tản mạn, tôi chia sẻ tin tức lẫn vào đó để cho đỡ bị censor mà thôi. Những người nào mà đã ủng hộ vào quỹ pháp lý mà quý vị có thắc mắc thì quý vị liên lạc thẳng cho quỹ pháp lý. Ok. Và nói thật với quý vị, cho tới giờ phút này bé tí cũng có những người đóng qua bên quỹ pháp lý, bé tí không biết là ai và đóng bao nhiêu, và đây là sự thật, tôi không biết. Và bởi vì trong tất cả các cuộc họp bé tí không có mặt, bé tí không có và bé tí không biết gì hết. Những cái gì mà bé tí chia sẻ thì họ sẽ phải ngồi họp lại và họ đồng ý support bé tí thì họ mới đưa ra quyết định, chứ tôi cũng không đơn phương quyết định được điều gì cả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn tất cả các anh chị.